StockProX là phần mềm tốt nhất dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với rất nhiều ưu điểm vượt trội. Tín hiệu mua bán SPX cộng được sử dụng hiệu quả nhất khi thị trường uptrend, giúp nhà đầu tư mua giá tốt, bán giá cao đúng thời điểm, giúp thu lời tốt nhất từ khoản đầu tư. Cùng với hệ thống phát cảnh báo theo thời gian thực, top đột biến, lệnh cá mập giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội đầu tư nào. StockProX, công cụ số 1 dành cho mọi nhà đầu tư chứng khoán. StockProX đã có phiên bản web app và app store với tính năng tương đương nhau, dễ dàng tải xuống cho điện thoại cá nhân. Mua ngay phần mềm nhận mã giảm giá 15% trên Battlecry. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Sài Gòn rúng động với cuộc đảo chính của các viên tướng lĩnh bất mãn dưới quyền của bạo chúa Ngô Đình Diệm. Khi thi thể của Diệm và Nhu được in đầy trên các mặt báo, dư luận đã tưởng rằng những ngày bạo loạn trong nội các chính quyền Sài Gòn đã chấm dứt. Kỳ thực, sự kiện ấy chỉ khơi mào lên cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa những viên tướng lĩnh đầy tham vọng, thế nhưng cũng rất thiển cận. Là một đại tá nắm trong tay sư đoàn 5 khét tiếng nhất của quân đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu nổi lên như một thế lực quân phiệt sẵn sàng nướng sạch các tướng lĩnh huynh đệ của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Giai đoạn 1963-1971, Nguyễn Văn Thiệu đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ thù của ông ta, trong đó đã đánh bại Nguyễn Cao Kỳ để trở thành vị hoàng đế mới của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì hành trình bước lên đỉnh cao quyền lực của vị Tổng thống được mệnh danh là đồng chí Sáu Thiệu này đã diễn ra như thế nào? Hạt giống trong kế hoạch của người Mỹ. Trong số các sĩ quan ngụy quyền được người Pháp đào tạo, Nguyễn Văn Thiệu cùng với những bạn học của ông ta là Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Cao Văn Viên, Phạm Văn Phú là số ít các sĩ quan người Việt nhận được một chút sự tôn trọng từ các tướng lĩnh người Pháp. Thiệu tốt nghiệp trường Võ Bị Huế với hàm thiếu úy vào năm 1949, chỉ được bổ nhiệm làm trung đội trưởng lính bảo an, thế nhưng đã được người Pháp chọn đi học tại trường sĩ quan Saint-Sauve ngay sau đó. Sau 3 năm đào tạo, Nguyễn Văn Thiệu được bổ nhiệm làm đại úy, rồi lên lon thiếu tá và trở thành tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận vào năm 1954. Sau khi Mỹ hất cẳng và đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, Thiệu lại được cử sang Hoa Kỳ, học tập hết khóa này tới trường lớp nọ và rồi trở về nước với lon đại tá, tư lệnh sư đoàn 7, sư đoàn phế vật bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa khi hầu như chỉ ngồi chơi sơi nước, thế nhưng vẫn có những thất bại tai tiếng. Điển hình là trận thua mất mặt tại ấp Bắc. Tuy nhiên, trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm của sư đoàn dù vào năm 1960, Thiệu đã kịp thời đưa sư đoàn 7 trở về ứng cứu, đánh bại quân đảo chính và ghi điểm trong mắt của người Mỹ. Nhờ đó, Nguyễn Văn Thiệu được thuyên chuyển làm tư lệnh sư đoàn 5, một sư đoàn quan trọng nhất nhì của tấm lá chắn bảo vệ Sài Gòn và được đóng quân ở ngay cửa ngõ của thành phố. Cuộc đảo chính vào năm 1963, lật đổ Ngô Đình Diệm. Trước sự độc đoán ngày càng gia tăng của họ Ngô, CIA đã giật dây các tướng lĩnh dưới quyền của Diệm tiến hành binh biến nhằm phế truất ông ta. Ban đầu, khi Hội đồng Quân nhân Cách mạng lên danh sách các tướng lĩnh tham gia đảo chính, họ không hề để ý tới cái tên Đại tá Nguyễn Văn Thiệu. Phần vì Thiệu đã từng lập chiến công, cứu giá anh em Diệm Nhù, phần vì ông ta chẳng có tiếng tăm gì trong giới chính trị chóp bù Sài Gòn, dẫu cho có là tư lệnh của một trong số các sư đoàn bộ binh. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh, một bạn học cũ của Thiệu, cũng muốn nhân dịp này mà giúp đỡ Thiệu một phen, nên ông ta cố gắng thuyết phục các tướng lĩnh liên lạc với Thiệu. Vậy là cái tên Nguyễn Văn Thiệu đã được thêm vào danh sách vào giờ chót. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích sau này, cuộc đảo chính vào năm 1963 là một quyết định có phần thiếu suy nghĩ của CIA. Họ đã tự tay loại bỏ đi một khối chống cộng thống nhất và để cho chính trường miền Nam Việt Nam rối như tơ vò trong suốt 4 năm sau đó. Không biết rằng Nguyễn Văn Thiệu có nhìn ra được điều này hay không, thế nhưng vai trò của Thiệu trong những cuộc chính biến bước ngoặt là quả thực khá mờ nhạt, khác hẳn với những đóng góp
của những tướng lĩnh khác. Ban đầu, trước giờ G, sư đoàn 5 của Thiệu khóa chặt con đường vào Sài Gòn, tại Biên Hòa. Thế nhưng ông ta phải ở dưới sự chỉ đạo của đại tá Nguyễn Hữu Có. Khi trận đánh lên tới cao điểm, các tướng lĩnh, người thì dẫn quân đánh chiếm các cơ quan bộ máy chính quyền, người thì trực tiếp truy lùng Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Còn riêng Nguyễn Văn Thiệu, tuy làm nhiệm vụ nghe thì có vẻ quan trọng, đó là tiêu diệt lực lượng cận vệ của Diệm. Thế nhưng trên thực tế, Diệm và Nhu đã trốn thoát ngay từ khi đảo chính vừa manh nha. Còn Thiệu với cả một sư đoàn chỉ đánh cho có lý lệ. Kết quả là sau một ngày vẫn không chiếm được Dinh Gia Long. Bởi vì cái thành tích bết bát đó, Thiệu đã không có tên trong danh sách phong thưởng của Hội đồng Quân nhân Cách mạng như lời hứa. Tuy nhiên, mọi thứ quả không nằm ngoài tính toán của Thiệu. Tại sao Thiệu lại chọn về phe đảo chính để rồi hao tâm vô ích, trong khi ông ta mang ơn hậu đãi của nhà họ Ngô? Thiệu đã nhìn thấy tình cảnh thân cô thế cô của Diệm. Quân đảo chính là lực lượng chính của các quân đoàn 3 và 4 đóng tại đồng bằng sông Cửu Long, trong khi thân tín của Diệm là quân đoàn 1 và quân đoàn 2 lại đóng rất xa ở miền Trung. Bởi vậy, Diệm trên thực tế đã bị bao vây chẳng khác nào cá trong chậu, chim trong lồng. Thiệu muốn toàn mạng thì buộc phải nghe theo phe đảo chính là lựa chọn duy nhất của ông ta. Đứng trên vai người khổng lồ, thừa nước đục thả câu. Rõ ràng, việc ông ta không được phong thưởng như các tướng lĩnh khác làm Thiệu không hài lòng. Ông bèn dựa vào những người bạn cũ của mình từ thời còn ở trường thiếu sinh quân, tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, tướng Nguyễn Khánh và trung tướng Trần Thiện Khiêm, nhân vật chủ chốt của cuộc binh biến. Và kết quả, Thiệu đã được ngồi vào ghế ủy viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, nhóm phân chia lợi ích của các viên tướng lật đổ chính quyền họ Ngô. Thế nhưng ngay trong lòng những người cùng chí hướng này, thì những rạn nứt cũng đã bắt đầu xuất hiện do sự tư lợi và tham lam của mỗi viên tướng. Nguyễn Văn Thiệu không nằm ngoài vòng xoáy đấu đá. Ông cũng rất có tham vọng. Thế nhưng thời điểm đó, ông không có thế lực nên phải dựa vào những người bạn là Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, Nguyễn Khánh lấy cớ rằng Hội đồng Quân nhân không thể giải quyết được quân giải phóng, liền cùng với Trần Thiện Khiêm cho quân bắt các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Vĩ. Lúc này, trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chỉ còn người của phe Nguyễn Khánh và Trần Thiện Khiêm. Và thế là không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Khánh đã leo lên chức vị cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa chỉ một tuần sau đó. Ông ta liền ban bố thiết quân luật, cấm tự do báo chí, ban hành bản hiến pháp, chào Nguyễn Khánh làm Tổng thống. Đứng dưới góc nhìn ngoài cuộc, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng Nguyễn Khánh đã có một bước đi không thể nào sai lầm hơn. Hành động của ông ta thể hiện sự nóng vội, chẳng khác nào viên thuật tiếm xưng đế hiệu, trong khi các chư hầu đang mượn danh thiên tử để che giấu tham vọng. Ngay sau đó, Nguyễn Khánh đã trở thành kẻ giơ đầu chịu báng, hứng chịu làn sóng công kích từ cả dư luận lẫn người Mỹ. Tuy nhiên, chính hành động hấp tấp này ngược lại đã mang về một món hời lớn cho hai đàn em của ông ta là Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Văn Thiệu. Cả hai ông đều lên những chức vị cao nhất trong quân đội Sài Gòn. Vì thế, Trần Thiện Khiêm cũng bắt đầu nảy sinh tham vọng chính trị. Còn Nguyễn Văn Thiệu biết lượng sức mình hơn nên rất ngoan ngoãn và kín kẽ. Nhờ đó, các đàn anh của Thiệu bị thời thế và những miếng đòn thâm hiểm trên vũ đài chính trị xoay như trong chóng. Còn Thiệu thì ung dung tọa sơn quan hổ đấu trên cương vị tư lệnh quân đoàn 4 quân đội Sài Gòn. Và thế là Thiệu được người Mỹ nhắm tới như một con bài sẽ định hết mọi kết cục, với cái vỏ bọc dễ sai bảo, biết nghe lời và không có tư tưởng cá nhân, cùng với các tướng lĩnh trẻ tuổi như Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ. Bản thân các ông này cũng dần thấy mình đủ lông đủ cánh nên bắt đầu manh nha ý định chỉnh lý chính đại ca Nguyễn Khánh. Còn người Mỹ thì ngày càng chán ngấy cái Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chỉ biết tự tay phá nát cái Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đặt trọn niềm tin, bao nhiêu tâm huyết. Lấy cớ đại sứ Taylor bị Nguyễn Khánh lăng mạ và đòi đuổi về nước, người Mỹ đe dọa sẽ cắt viện trợ nếu Nguyễn Khánh không đưa tướng lĩnh thần Mỹ lên nắm quyền.
và vào ngày 16 tháng 2, Nguyễn Khánh đã gây sức ép buộc Trần Văn Hương phải bổ nhiệm Nguyễn Văn Thiệu trở thành đệ nhất phó thủ tướng. Ngay sau đó, Thiệu đã tìm thấy cơ hội lập công với người Mỹ. Ngày 19 tháng 2, đại tá tình báo nằm vùng của Bắc Việt là Phạm Ngọc Thảo cùng tướng Lâm Văn Phát và đại tá Bùi Dình đã tiến hành đảo chính. Thiệu chờ cho quân đảo chính tiến sát tới Dinh Gia Long, Nguyễn Khánh đã phải chạy lên máy bay và trốn ra nước ngoài. Thiệu mới cùng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi hô hào cứu giá, và thế là kế hoạch đảo chính có thể làm xoay chuyển tình thế nghiêng về phía cộng sản của đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không thành. Thiệu và Kỳ liền thừa nước đục thả câu, tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính Nguyễn Khánh, trục xuất ông ta ra khỏi đất nước, loại bỏ một đối thủ lớn trên con đường quyền lực của Nguyễn Văn Thiệu. Tiếm xưng vương vị, gian hùng mà mãnh. Sau khi Nguyễn Khánh đã mất hết ánh hào quang, lúc này Thiệu, Kỳ và Thi trở thành ba nhân vật nắm nhiều quyền lực nhất trong chế độ Sài Gòn. Ông ta khéo léo dụ dỗ thủ tướng đương nhiệm Phan Huy Quát trao quyền điều hành đất nước cho quân đội, để ông ta với tư cách là người đeo lon cao nhất trong thành phần tham chính. Thế nhưng kể cả khi Nguyễn Khánh đã ngã ngựa thì hội đồng quân lực vẫn vô cùng rối ren. Nguyễn Văn Thiệu đã gây sức ép nhằm giải tán hội đồng quân lực, rồi thành lập Ủy ban lãnh đạo quốc gia gồm toàn những đồng minh của Thiệu, và vị trí đứng đầu quốc trưởng không thể ai khác ngoài chính ông ta. Sau đó, Phan Huy Quát phải rời khỏi chính trường và để lại một chế độ Sài Gòn hoàn toàn nằm trong tay của Nguyễn Văn Thiệu. Bầu cử tổng thống năm 1967, nối gót Ngô Đình Diệm. Nguyễn Khánh, Phan Huy Quát ngã ngựa, để lại một miền Nam rung chuyển vì những cuộc bạo loạn từ các phe phái, các sắc tộc, các tôn giáo và những cuộc chỉnh lý, thanh trừng lẫn nhau của giới tướng lĩnh. Lúc này, ở miền Nam, Thiệu là người đứng đầu, thế nhưng chưa có quyền lực thực tế. Còn các tướng lĩnh thì không khác gì các lãnh chúa trên địa bàn đóng quân của họ. Nội các miền Nam đã chia làm hai phe, luôn cảnh giác và sẵn sàng nướng lẫn nhau. Phe Phật giáo của tướng Nguyễn Chánh Thi được sự ủng hộ của giới Phật tử, phe Công giáo của Nguyễn Văn Thiệu nắm trong tay phần lớn quân đội. Phe Phật giáo thì căm ghét Nguyễn Văn Thiệu. Họ lợi dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của Hòa Thượng Thích Chí Quang, kích động các tín đồ Phật giáo biểu tình và tuần hành trên khắp đường phố Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu vội vàng cách chức Nguyễn Chánh Thi, thế nhưng tình hình thì vẫn chẳng khá khẩm hơn. Để đáp trả, phe nổi loạn cho chiếm nhiều cơ quan trọng yếu của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng, xuống đường biểu tình và tự thiêu ở Huế. Thiệu lập tức điều động đến cả thủy quân lục chiến ra đàn áp. Tăng ni, Phật tử và đồng bào bị dìm trong bể máu. Số người thiệt mạng và bị thương lên tới hơn 1.000 người. Hòa Thượng Thích Chí Quang cũng bị bắt giam. Phong trào Phật tử bị dập tắt. Nguyễn Chánh Thi vội vàng tẩu thoát trên máy bay, bỏ mặc những người cùng sát cánh với ông ta. Tuy nhiên, nếu Nguyễn Văn Thiệu lên ngôi cửu ngũ chí tôn, ngay sau khi tắm máu đồng bào, ông ta sẽ chẳng khác gì Ngô Đình Diệm năm xưa. Và thế là để che mắt dư luận quốc tế, Hoa Kỳ đã bày cho Nguyễn Văn Thiệu tiến hành một cuộc bầu cử. Mỹ chỉ đạo cho Thiệu và Kỳ hãy tạm gác những tham vọng riêng để hợp thành một cặp là đại diện duy nhất của phía quân đội. CIA và Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng chục triệu đô để vận động, để mua chuộc các cử tri và nhân viên kiểm phiếu. Và với sự hậu thuẫn đắc lực từ phía Washington, Thiệu đã trở thành tổng thống tiếp theo. Thế nhưng, chỉ giành được chiến thắng với tỷ lệ có 35%, tức là mức tín nhiệm giống như kiểu thằng chột làm vua xứ mù. Hất cẳng Nguyễn Cao Kỳ, trở thành hoàng đế miền Nam. Mặc dù Nguyễn Văn Thiệu đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử, thế nhưng Nguyễn Cao Kỳ thì cũng nắm trong tay nhiều quyền hành, chẳng kém gì với sự ủng hộ của quân đội Sài Gòn. Vốn luôn bị ám ảnh về bóng ma của cuộc đảo chính khác với con bài tẩy Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu đã buộc phải thông qua người Mỹ tìm mọi cách để vô hiệu hóa đối thủ của mình. Trong cái vỏ bọc
của một chính khách có trách nhiệm, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố một bản hiến pháp mới, qua đó nâng vị thế của ông ta trong mắt Nhà Trắng khi đó, đang lo sợ công chúng phản đối cuộc xâm lược. Mặt khác, Thiệu cũng tập hợp được một nhóm các chính trị gia trong Quốc hội bằng cách đánh vào lợi ích hoặc lòng tham, điển hình là chiêu trò đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thiệu còn thông qua đàn em trong cảnh sát và chính quyền để móc ngoặc với các nhà tư sản nhằm đánh đổ đám đàn em của Kỳ. Và thế rồi, một sự kiện chấn động nổ ra làm đảo lộn mọi kế hoạch của người Mỹ và Thiệu. Đó là cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi Nguyễn Văn Thiệu còn đang say sưa chè chén ở quê ngoại, Nguyễn Cao Kỳ đã ở lại Sài Gòn chỉ đạo quân đội chống trả. Cuộc tấn công của quân giải phóng không những khiến dư luận thế giới chấn động, mà nó cũng làm nhân tâm trí thức Sài Gòn dao động dữ dội. Họ không còn tin vào chính phủ của Thiệu có thể bảo vệ quyền lợi của họ. Nguyễn Văn Thiệu biết rằng đã tới lúc ông ta buộc phải hành động để tránh đi theo vết xe đổ của vị tổng thống tiền nhiệm. Đầu tiên, Thiệu lập tức loại bỏ tay chân của Kỳ trong quân đội và cảnh sát. Vào tháng 6, một tàu chở pháo Mỹ có trực thăng tuần tra khu vực ở phố tàu ở Sài Gòn đã bắn nhầm một quả tên lửa. Vâng, bắn nhầm một quả tên lửa. Thế nhưng tình cờ thế nào lại thiêu dụi luôn em rể của Kỳ, các viên chỉ huy cảnh sát của Sài Gòn và Chợ Lớn cùng với cả 4 quan chức cấp cao cảnh sát khác. Và tất cả cũng lại thật tình cờ, đều là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới ngầm và chính trị của Nguyễn Cao Kỳ. Vụ tấn công này đã gây phản ứng mạnh chống lại việc xả đạn tùy tiện của người Mỹ và biến Nguyễn Văn Thiệu thành người của Mỹ trong mắt của những người miền Nam vốn thích thuyết âm mưu. Nguyễn Cao Kỳ khi này đã sử dụng thủ đoạn mị dân vô cùng phong phú. Tất cả cũng nhằm dọn dẹp cho con đường quan lộ của ông ta. Ông ta đã mời nhà báo Oriana Felici tới phỏng vấn và buông những lời chỉ trích cáo buộc Thiệu lãnh đạo yếu kém, thờ ơ với nạn tham nhũng và băng hoại xã hội. Ông Kỳ tuyên bố thẳng thừng rằng cứ 10 viên tướng thì có 9 ông tham ô. Ông này sau cùng hô khẩu hiệu một cách chung chung và sáo rỗng: chúng ta cần những đạo luật mới đem quyền lực tới cho dân nghèo. Trong khi những lời lẽ giả tạo kiểu vậy và còn chi tiết hơn đã từng được chính ông ta cùng Nguyễn Văn Thiệu hợp sức soạn ra trong bản hiến pháp hồi năm 1967. Có thể nói rằng Nguyễn Cao Kỳ đã chạm đúng nọc của Nguyễn Văn Thiệu, làm ông Thiệu tức điên người. Ngày càng bị tách biệt trong dinh tổng thống và được vây quanh bởi các cố vấn trẻ xảo trá và nhiều tham vọng, Tổng thống Thiệu đã trở thành nạn nhân của chính những nghi ngờ đen tối. Tháng 10 năm 1968, một tờ báo Công giáo đăng tải tiên đoán của một vị thầy bói nổi tiếng cảnh báo rằng sẽ có một cuộc đảo chính xảy ra vào cuối tháng đó. Hoảng sợ về ý nghĩ rằng Kỳ và phe Công giáo cộng tác với nhau, Thiệu đặt quân đội vào tình trạng báo động cao lần thứ 3 trong nhiều tháng, bắt giữ các chủ báo và các tu sĩ hàng đầu của phe Công giáo, rồi đe dọa đóng cửa nhiều tờ báo nếu họ dám tiết lộ phản ứng của ông ta. Có uy thế với quân đội, thế nhưng luôn bị ám ảnh với nỗi lo sợ trước một đối thủ hiện đã quá yếu ớt, Thiệu lợi dụng việc kiểm soát tòa án tối cao và quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử, và chỉ còn mỗi việc là cấm cản sự tham gia của Kỳ là ông ta không làm mà thôi. Ngoài ra, văn phòng của Thiệu còn gửi thư hướng dẫn gian lận bầu cử tới các tư lệnh quân đội các tỉnh, khiến một viên quan chức phải ca thán rằng ông Thiệu đã viết ra những điều chỉ nên chuyển miệng mà thôi. Và cứ như vậy, Nguyễn Cao Kỳ đã chẳng còn quyền lực trong tay. Khi thủ đoạn của Thiệu cuối cùng cũng bị lộ, thì cả Kỳ và cựu tướng Dương Văn Minh đều đã rút tư cách ứng cử viên để mà phản đối. Và cuối cùng, cuộc bầu cử năm 1971 diễn ra cực kỳ hài hước, với chỉ có một ứng cử viên duy nhất là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Và kết quả cuối cùng thì đương nhiên là không khó đoán. Thiệu giành chiến thắng với 94% phiếu bầu. Và từ đây, chính quyền Sài Gòn đã tập trung hết về tay vị hoàng đế không ai, Nguyễn Văn Thiệu. Thiệu là Tổng thống có trong tay mọi quyền hành. Các tướng lĩnh là những vị lãnh chúa tham ô, hưởng lạc, cai quản các vùng chiến thuật ở miền Nam. Giữa Thiệu và những viên tướng này tồn tại một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thiệu
Thiệu thì đảm bảo lợi ích cho những đàn em cùng phe cánh của mình, trong khi các tướng tá thì chấp nhận phục tùng về quyền lực trước vị tổng thống này. Những cuộc đấu đá, chia bè kết phái trong nội bộ Việt Nam Cộng Hòa như trên tuy chỉ là những câu chuyện thâm cung bí sử, thế nhưng nó cũng đánh dấu sự tan vỡ từ bên trong của chế độ này. Ở đó, mỗi cá nhân gánh vác trọng trách chỉ quan tâm tới tư lợi, bỏ bê việc nước, việc binh và góp phần khiến Việt Nam Cộng Hòa suy yếu về mọi mặt và chuốc lấy thất bại sau cùng.